Kính chào tất cả quý khách hàng thân yêu của kênh Bonsai Lợi Nguyên nha. Xin chào anh Lợi ơi. Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lợi Nguyên của em đây. Thì hôm nay em có một số đồ gốm xưa và đồ đồng xưa cũ để giao lưu cho bà con mình nha. Qua số điện thoại của em 0772 8772 78 nha. Em cũng rất cảm ơn thời gian vừa gọi bà con ủng hộ kênh nha. Và đầu tiên vô đây là mã số 1V của clip 387 nha bà con. Đây là một cái bình hồ lô nha, rất là đẹp nha bà con. Đây men rạng nha. Hàng này hàng vẽ tay sưu tầm, rất là độc lạ luôn nha bà con. Đây cái dồi nó nằm tuốt ở trên đây luôn nha, giờ nó rất là ngộ nghĩnh nha. Đây chiều cao này em đo là 24 nha, quỳnh bụng này là 50. Đây cái này con kỳ lân, hai con kỳ lân nha. Đây vẽ tay hoàn toàn 100%, hàng thì làm tích nguyên dạng hết luôn nha bà con. Đây bà con mình châm trà châm rượu vào đây nha, mình sử dụng được luôn, rất là đẹp. Trên đế đây, cái này thì giao lưu bà con có giá là 1.400.000 đồng nha. Đây 1.400.000 bao ship toàn quốc. Hàng về thì bà con mình kiểm tra hàng mình trước khi mình nhận hàng nha, đầy đủ nguyên dạng thì mình mới nhận nha bà con. Đến với mã số 2V, đây là một cái bình tu hú nha. Đây rất là quái nha bà con. Đây chiều cao này em đo là 27, hoành bụng này là 58 nha. Bình này như là mình chiêu tài hút lọc nha bà con, rất là đẹp nha. Đây hàng vẽ tay tích rất đẹp luôn. Đây con mình xem giùm em. Đây chiếc đế đây. Rồi giá giao lưu bà con cái bình này nha là 1.500.000 đồng thôi nha. Đây bình rất là lạ đọc cho bà con. Đến với mã tiếp theo là mã số 3V. Đây một cái ấm trà nha bà con. Chiều cao này em đo là 23, hoành bụng này là 53 nha. Đây tích thì sơn thủy rất là đẹp. Để đây hàng liền lạc làm tích hết. Bình này tầm 1,5 lít tới 2 lít nha bà con. Về bà con mình châm trà mình xài nó rất là nhiều. Đây nhìn rất là sang trọng, quay nó liền luôn. Giá thì giao lưu bà con 900.000 thôi nha. Đây 900.000 đồng. Đến với mã số 4 nha. Đây mã 4V. Đây rất là đẹp luôn. Em có một là cái này là cái tô nha bà con, giống như một cái thao rửa mặt vậy đó nha. Đây nhất lông, đường kính này là 45 nha bà con. Còn chiều sâu lọt lòng này là khoảng 11 cm. Đây rất là đẹp, hàng vẽ tay. Con mình xem giùm em. Đây gồng 5 móng nha, nhất lông. Đây cái này thì tuổi đời tầm trên 30 năm nha bà con. Em lo sưu tầm được có một cái này thôi nha bà con. Mình xem giùm em, rất là đẹp luôn. Hàng thì chuẩn luôn, làm tích nha, hàng tàu xưa. Đây mặt chân đế đây bà con mình xem giùm em. Cái này là nó khiết cho luôn nha bà con. Lớp men này mọc nó khiết cho luôn nha. Cái mọc rất là đặc sắc nha bà con, rất là đẹp. Đây màu nước ngọc đó đây. Rồi mà em quay cái nước màu men xanh ngọc của nó rất là đẹp ha. Đây tô rất là dày dặn nha. Cân nặng cái tô bao nhiêu anh Lợi? Cái tô này thì cân nặng nó tới 5 kg nha bà con, 5 kg. Hàng làm tích liền lạc hết, bao cho bà con mình về kiểm tra hàng luôn nha. Đây chuẩn đồ chuẩn hàng luôn, đúng hàng đúng đồ bà con mình mới nhận nha. Đây rất là đẹp nha bà con. Lâu lâu có sưu tầm được một cái thôi. Thì giá giao lưu bà con là 3.800.000 nha. 3.800.000 bao ship tận nhà luôn, bao bà con mình kiểm tra hàng. Đến với mã số 5. Đây là một cái dĩa Biên Hòa nha. Đây rất là đẹp luôn. Này là mã đáo thành công. Đây 8 con ngựa nha bà con. Đường kính là 51 nha. Dĩa rất là dày. Dĩa này tuổi đời chừng 20 năm thôi, 20 mấy năm thôi nha. Đây hàng này mình treo tường hoặc là mình để trên kệ vẫn được nha bà con. Treo tường thì mặt phía sau đây nó cũng có móc để mình gắn mình treo tường luôn nha. Đây những cái đường hoa văn của nó đều là khắc nổi hết luôn nha bà con, chứ không phải vẽ nha. Này khắc nổi hết. Này là một lò. Đây một lò in sâu vô luôn nha. Rất là đẹp, làm tích liền lạc hết. Cân trọng lượng báo cho bà con mình xem luôn. Cái dĩa này thì cân nặng là khoảng là 6,5 kg đi. Đây 6,5 kg đi nha. Rồi giá giao lưu bà con là 2.500.000. Đây 2.500.000 đồng bao ship luôn nha. Dĩa rất là to nha bà con. Đến với mã là số 6V. Còn đây là một cái dĩa chanh rất đẹp luôn. Đây em đo đường kính cho bà con mà luôn nha. Đường kính là 34 nha bà con. Đây, cái này là tích là cá chép vượt vũ môn Quá Gồng. Đây, rất là đẹp nha. Những cái đường hoa văn người ta vẽ dòng rất là hay nha và ấn tượng nha. Mặt phía sau lưng đây, đây có mọc luôn. Truyện ký rất là đẹp cho bà con. Đây, cá chép vượt vũ môn Hóa Gồng nha. Và giá giao lưu bà con 800.000 thôi nha, bao gồm cái đế luôn, 800.000 đồng. Rồi đến với mã tiếp theo là mã số 7. Đây, cái dĩa là tích Bát Tiên. Con mình xem dùm em. Đây, đường kính là 29 nha bà con. Đây, vẽ chuyện tranh tích Bát Tiên nha, rất đẹp, 8 vị tiên. Sau lưng đây nha, đây những cái đào làm tích liền lạc hết. Cái này giao lưu bà con giá 700.000 thôi. Đây, giá 700.000 đồng thôi nha bà con, bao gồm chân đế cho bà con mình luôn nha. Rồi đến với mã tiếp theo, mã số 8 nha. Dĩa này là gốm Nhật nha bà con. Hàng này là hàng Nhật, còn hàng vừa rồi là Tàu nha bà con. Đường kính là 32. Này là tích là Phú Quý Bạc Đầu, rất đẹp nha, vẽ tay 100%. Con mình xem nha, cái dĩa Nhật bà con mình cầm lên nó rất là nhẹ bông nha, nó nhẹ hơn cái dĩa là nước men kia nhưng mà nó rất là tốt. Đây, mặt sau lưng đây, bao bà con mình hàng nào nó Nhật là em nó Nhật nha. Còn hàng Tàu thì em sẽ báo bà con mình hàng Tàu, rất là đẹp nha bà con. Giá giao lưu bà con chỉ có 800.000 thôi nha, 800.000 bao gồm chân đế cho bà con mình. Rồi mã tiếp theo, mã số 9 dê nha bà con. Em có một cái bình là bách hoa. Đây, cái này là như là cây đào, cây mai nha mọi người. Đây, cây mai và một cặp chim tước nha. Chiều cao này em đo là 62. Cái đường kính miệng này là 27 nha bà con. Hoành bụng bình này là 86. Bình này rất là to. Hàng này hàng điêu khắc hết nha. Điêu khắc hình chạm nổi hết. Tất cả đều chạm nổi hết, bà con mình xem giùm em, rất là đẹp. Gốm này là gốm Biên Hòa. Xoay nhẹ một vòng nữa. Đây, hàng này thì tuổi đời tầm khoảng 20 năm đổ về đây thôi. Rồi, bà con mình cứ yên tâm, hàng có sao thì em báo cho bà con mình đi vậy nha. Cho em xem phần đáy của bình luôn anh. Đây, đáy đây nha, đều làm tích liền lạc hết nha bà con, không hề bị đắp giá hay là nứt mẻ chỗ nào luôn, không hề có tóc gió luôn nha. Liền lạc bình này rất to nha, bên ngoài rất to, to và nặng lắm nha bà con. Giá giao lưu bà con là 3.800.000 đồng thôi nha. Đây, 3.800.000. Đến với mã tiếp theo là mã số 10G. Đây, em còn một bộ tách trà nha. Mấy bộ vừa rồi em cũng giao lưu hết rồi, còn bộ này cuối cùng thôi. Bộ này là tích Thất Hiền, gồm có 6 cái ly và một cắm trà và 2 cái dĩa nha. Đây, dĩa cũng tích Thất Hiền luôn nha bà con, rất là đẹp nha. Ly này thì 5 phân thôi nha, còn dĩa này thì đường kính nó tới 20. Đây, ấm trà đây, mình tích liền lạc hết. Đây, rất là đẹp nha bà con, tích Thất Hiền. Đấy, đây nguyên một bộ của nó liền luôn nha. Đây, hàng thì bà con mình về nhớ kiểm tra giùm em đầy đủ hàng, không hề bị nứt mẻ hay đắp giá chỗ nào nha. Rồi giá giao lưu bà con cho mình là 1 triệu đồng thôi nha, bao ship toàn quốc luôn. Đến với mã số 11. Đây, em có một con cá chép ngậm cây Như Ý bằng đồng, rất là đẹp luôn, mang tính chất phong thủy nha. Này là mình trưng trong nhà là mang tính chất may mắn, để em đều may mắn cho gia chủ mình nha bà con. Rồi, từ cây Như Ý đó nha. Chiều cao này em đo là 27. Hoành bụng tổng này là khoảng 50. Cân nặng là 2,5 kg nha bà con. Đây, đấy này, rất là đẹp nha. Trên cái thỏi vàng ngậm nguyên cây Như Ý luôn. Đây bà con, hình dung ở ngoài nó to lắm nha. Rồi giá giao lưu bà con mình là 2 triệu đồng nha. Cái đế nó bị bọng nha bà con. 2 triệu đồng bao ship toàn quốc. Đến với mã tiếp theo, mã số 12G. Đây, em có một bộ binh khí nha. Bộ này nặng lắm nha bà con. Bộ này bộ lớn rất là to. Mình dịnh với bên. Đây, dịnh gì đi, dịnh tay đi. Rồi. Chiều cao này em đo là 60. Còn chiều ngang này tổng thể là 67 nha. Rồi, đây rất đẹp luôn nha bà con. Mã số là 12G. Bộ này cân nặng là 3,5 kg nha, 3,5 kg. Đây, mang tính chất phong thủy rất là tốt. Rồi bộ này giao lưu bà con có giá là 2.500.000 thôi nha. Đây rất là đẹp nha bà con. Và đây cũng là tác phẩm cuối clip ngày hôm nay. Bonsai Lợi Nguyên cũng xin mến chào bà con. Rất cảm ơn bà con đã xem kênh và ủng hộ kênh nha. Trong lúc thời gian quay clip có điều gì sai sót cũng rất mong bà con mình thông cảm nha. Em cũng rất mong bà con mình ủng hộ clip này. Xin kính chào. Thân ái mến chào tạm biệt quý bà con nha. Và hẹn gặp lại quý bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em. Vào buổi tối và buổi trưa như thường lệ nha bà con. Mến chào và tạm biệt ạ.